Dạ thì khách hàng á cứ mạnh dạn mà inbox em sẽ tư vấn từng thông số chi tiết cây cho mình. Rồi. Vườn của em là rất là uy tín, đảm bảo cho mình là cây đến nơi đến chỗ là đúng cây, nhận hàng thanh toán. Mình không có vấn đề gì mà quan ngại hết. Rồi. Mình đi bằng xe tải cho nên tàn mộng mà chậu đều rất được đảm bảo, cho nên mình không có sợ một cái vấn đề trục trặc gì hết luôn. Rồi. Dạ. Quý Mười Trường xin mến chào tất cả quý vị trở lại video hôm nay. Thì nay tiếp tục mình đến vườn mai Hoàng Đế ha quý vị, cũng gặp em Nhiên ha, cũng có một số cây phục vụ cho quý vị video hôm nay ha. Thì cũng lời nói đầu tiên quý vị, mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe trong công việc ha. Quý vị nào xem nhớ đăng ký ấn chuông gặp những video tiếp theo. Thì nay tiếp tục bên em Nhiên cũng có chia sẻ một số cây mai ghép phục vụ cho Tết Xuân 2025 cho tất cả quý vị ha. Thì ở bên em Nhiên lúc nào cũng mua bán hoặc cho thuê ký gửi ha, luôn ha quý vị, tất cả các loại cây kiển ha. Rồi anh chào Nhiên ơi. Dạ. Giờ mình đi tìm hiểu một số cái cây mà trong khu B này gọn hơn. Rồi. Đây em quay sơ một vòng cho cả nhà cả nghe. Bạn này với mã số là B70, với chiều cao là 1m3, tán ngang là 1m25. Hoành thân của nó là 16, hoành củ là 38, giá là 5 triệu ha anh. 5 triệu quý vị. Dạ. Luôn full combo chậu đôn không quý vị? Dạ đúng rồi. Khi mình mua cây mai thì mình được tặng kèm chậu đế đi đúng xây rồi. Luôn. Đây, nút kim quá nhiều quá gì, khá nhiều ha. Còn bạn này là với mã số là B71, với chiều cao là 1m5. Rồi. 1m05. Còn chiều ngang là 1m1. Hoành thân của nó là 16, hoành cũ là 35. Rồi. Giá là 4 triệu 2 ha. 4 triệu 2. Đây, nút đầu kim ngẫu nhiên nữa ha. Quý vị thấy ha, rất là đặc ha. Cái này Tết để cái phòng khách ha quý vị, nhỏ nhỏ, xinh xinh. À, em xin giới thiệu thêm á, là khi mà khách lẻ mua mai bên em dưới 10 chai á, thì mình sẽ được tặng một cái chai thuốc dưỡng giống như vậy. Thuốc này để dưỡng rễ, tạo nụ và giúp cây ra hoa đẹp nha cả nhà. Còn nếu mà khách sỉ á, hoặc là khách muốn mua lẻ rồi á, thì bên em cũng có bán luôn nha cả nhà. Giống như một chai là 90. Còn nếu mà hai chai là 150, combo ba chai là 200. Nhưng tất mà cả đều re-ship luôn. Tất cả đều re-ship hết quý vị. Dạ, đúng rồi, một chai cũng re-ship. Coi như là anh nói thí dụ giống như là khách chốt cây mai này em vẫn tặng. Dạ tặng một cây một chai. Rồi. Đó. Quý vị, hình thức vậy ha. Dạ. Thì chưa rõ như thế nào cũng liên hệ trực tiếp với em Nhiên. Dạ. Rồi cây này với mã số là B72. Rồi. Chiều cao của nó là 1m15. Rồi. Tán ngang là 1m1. Hoành thân của nó là 14cm. Còn hoành cũ là 37cm, đó là 4 triệu 500. 4 triệu 500. Được tặng kèm một hũ thuốc sử dụng cho cây mai. Dạ. Đa dạng. Rồi thì quý vị nào muốn mua mai thì tặng kèm, còn quý vị nào không mua mai thì cũng mua cái dưỡng rễ tạo nụ ha, giúp cây ra hoa đều ha. Thì có gì liên hệ ha. Thì nãy bên Nhiên cũng báo rồi, 3 hũ nghĩa là 200k, là free ship cho tất cả anh em mọi miền Tổ quốc ha. Tiếp theo em lên mã số là 70B73 nha cả nhà. Rồi. Với chiều cao là 1m2, tán ngang là 1m1, hoành thân là 14, hoành củ là 19. Rồi. Giá là 4 triệu. 4 triệu. Cái chiều cao thì nó cũng ngang ngửa, nó ná giống nhau không có gì. Nó trên lệch mà chừng một tấc hai tấc chứ không có nhiều. 4 triệu mã số B73. Đây là mã là B74. Với chiều cao là 95cm, tán ngang là 1m05. Hoành thân của nó là 19, hoành cũ là 42, giá 4 triệu 500 phải anh. Rồi. Củ rất đặc ha. Đây mình có thể ước đây cái chiều cao. Bạn này với mã số là B75 ha cả nhà. Cao 1m15, tán ngang 1m1. Hoành thân của nó 16, hoành cũ là 28. Rồi. Giá là 4 triệu 500. 4 triệu 500. Dậy nụ hết. Này mã là B76 cả nhà. Với chiều cao là 1m2, tán ngang 1m1. Hoành thân của nó là 16cm, hoành cũ là 38, giá 4 triệu 500. Rồi.
các bạn này thì giá cũng giống giống nhau và cao cũng xinh xem nha. Rồi. Cho nên nếu mà mình thích kỳ nào thì inbox trực tiếp em sẽ tư vấn tận thông số cho cả nhà nha. Thì đúng rồi, quý vị nào thiện chí cứ liên hệ trực tiếp với Nhiên ha. Tư vấn cho coi như là phục vụ cho quý vị tận nơi tận tình ha. Quý vị yên tâm vấn đề đó ha. Lô này là 1.500 tới 2.000 cây cho nên mình cứ lựa thoải mái. 1.500 tới 2.000 cây. Quý vị nào lô giảm giá sâu 5% tới 30% cho nên mình cứ đừng ngần ngại inbox em nha. Quý vị nào muốn mua mà giá sỉ mà để Tết về cho thuê hoặc bán ha thì cũng liên hệ với Nhiên. Tất cả đều khó hết luôn. Anh cứ lên sơn vẽ. Rồi mình cũng quay cho quý vị xem tham khảo một vòng ha. Một cái mô hình trồng mai ghép này thì anh em thấy không? Ở dưới là cỏ, bởi vậy cây nó rất là mát ha. Nó không có thí dụ giờ nắng cái nào, nhưng mà đất mà trồng cỏ chỗ này thì cây nó rất là chăm, nó rất là dễ chăm. Cỏ là cỏ thiên nhiên luôn ha tất cả quý vị, chứ không phải là cỏ nhân tạo ha. Với trải cỏ này nhìn cái vườn mình cũng sạch ha, nó xanh bắt mắt ha. Thì anh em nào mà muốn đầu tư cái mô hình như vậy thì mình theo như cá nhân mình ha, anh em nên đầu tư làm cái vườn cỏ vậy nè. Thì cái vườn mai hoàng đế này thì cũng khá là có thương hiệu trên thị trường ha tất cả anh em, nhưng mà lâu lâu thì cũng phải review quảng bá cho anh em biết ha. Thì cũng có nhiều anh em đến rồi, quy mô rất là lớn, mấy khu được mấy anh em theo lối theo hàng hết, nói chung là nó tương tác nó này cứ như là nhìn vô là đâu ra đó anh mấy anh em, theo hàng thẳng lối hết luôn, lối đi thì đều có hết luôn. Anh em thấy không? Theo hàng theo lối hết. Bởi vì cái công mà thật tế mướn những cái anh em công nhân mà để làm mà một cái mô hình như vậy, bỏ ra một số tiền cũng không khá ít đâu ha tất cả anh em. Để di chuyển những cái chậu này, những cái này nè, sắp theo hàng theo lối nó thiệt. Cái công cũng phải mướn mà mấy anh em, nên bán ra một cái cây thì anh em cũng cân nhắc vấn đề giá cả ha, chứ nó không có mắc ha mấy anh em. Công cán mướn các thứ. Thì nguyên cái vườn này hồi nãy em nhìn cũng có báo chi tiết hết ráo ha tất cả quý vị. Thì quý vị nào thiện chí cứ liên hệ ha. Rồi còn những cây lẻ thì có thể là quý vị nào muốn chốt thì liên hệ trực tiếp với em Nhiên ha. Có một số cây nãy báo giá rồi, còn nãy cũng còn một số cây chưa báo giá thì nó cũng tương đương với nhá giá như nhau vậy ha anh em. Thì anh em nào thiện chí cứ liên hệ với em Nhiên ha. Em xin giới thiệu một số cây bên khu A này. Khu A hả quý vị, nãy là mình khu B ha. Đây. Cây này với mã số là A178, với chiều cao là 1m5, tán ngang là 1m2, hoành thân của nó là 19, hoành cũ là 40. Rồi. Giá là 6.500.000 anh. 6.500.000. Hồi nãy mình có review sơ bên khu B ha quý vị. Bây giờ qua bên khu A. Thì cái form nó hình như anh thấy là nó cao hơn bên khu B chút xíu, nói chung là cũng ngang ngửa chừng một hơn trên rạch chừng gan tay hai tấc hả quý vị. Rồi. Bạn này A177 với chiều cao là 1m35, tán ngang là 1m3, hoành thân của nó là 21, hoành cũ là 43. Giá 6.500.000. 6.500.000. Dạ. Giá rất là tốt.
cha tốt cho những tất cả anh em ha. Luôn chậu combo. Bạn này với cái mã số là A90. Rồi. Chiều cao là 1m45, tán ngang là 1m45. Hoành thân là 22, hoành cũ là 35. Giá 6.800.000. Rồi. Mình tiếp tới cái bạn này là A23. À, cái cây này hình như là có người chốt rồi. À đúng rồi, có người chốt, có cột cộng dây đỏ rồi em. Dạ, rồi mình đổi cái khác đi em. Những người cây này có lên cái di chuyển đó. Những cái nào cột trong dây đỏ là khách đã chốt rồi ha, là khách chốt gửi lại hả Nhiên? Dạ đúng rồi anh. Thì quý vị nào mua cái chốt cũng gửi lại bình thường ha. Cây này với mã số là A227, với chiều cao là 1m31, tán ngang là 1m5, hoành thân là 20, hoành cũ là 42. Giá 6.500.000 đó cả nhà. Đây, em lên cho mình cây mã số là A171, với chiều cao là 1m45, tán ngang là 1m35, hoành thân là 20, hoành cũ là 35. Giá 6.700.000 nha cả nhà. Rồi. Cái khu bên A này mình có tặng thuốc giống như cái khu B không em? Dạ có, nếu mà khách lẻ dưới 10 cây là đều được tặng thuốc á. Rồi. Còn nếu mà khách sĩ á, do là mình không tặng thuốc á, tại vì cái chiết khấu phần trăm của mình giảm cho khách sĩ nó cao rồi. Rồi, rồi. Cho nên là bình thường khách sĩ mà mình thích thì có thể inbox em mua ha. Rồi rồi. Dạ. Tàn về rộng hết thôi, quý vị. Nó ngang ngửa tầm chiều cao 1m2 trở lên. Tới ngang nó cũng tầm 1m2, 1m3, 1m5 đều có ha. Dạ. Tết mình mua một cây cái mình về mình để dành check in rồi rất là đẹp luôn. Ngang tầm vậy luôn. Cây này với mã số là A248, với chiều cao là 1m45, tán ngang là 1m4, hoành thân của nó là 20, hoành cũ là 39. Giá 6.200.000 nha cả nhà. Để bỏ sơ cho bạn này cuối cùng ha. Mã số là A172, với chiều cao là 1m4, tán ngang là 1m3, hoành thân là 19, hoành cũ là 40. Giá 6.500.000. Đây là một cái cụ. Cụ rất đẹp quý vị, cụ sáng ốc không ạ. À? Một nút đầu kim mà quý vị thấy ha. Đây. Tết là nó chùm 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 luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi đó mình. Cây này là cũng tạm thời là mình tới đây mình ngân hả gì? Rồi cuối video thì em cũng có nói về khách hàng như thế nào Duyên? Dạ thì khách hàng cứ mạnh dạn mà inbox em sẽ tư vấn từng thông số chi tiết cây cho mình. Rồi. Vườn của em là rất là uy tín, đảm bảo cho mình là cây đến nơi đến chỗ là đúng cây, nhận hàng thanh toán. Mình không có vấn đề gì mà quan ngại hết. Rồi. Mình đi bằng xe tải cho nên tàn bọng và chậu đều rất được đảm bảo, cho nên mình không có sợ một cái vấn đề cặt gì hết luôn. Rồi. Dạ. Rồi thì quý vị cứ yên tâm ha. Mình cũng xin phép video tại đây quý vị.